độc lạ Miss Universe, thí sinh đánh lộn với make up, trang điểm như hóa trang Halloween, Bùi Quỳnh Hoa diện outfit cực chặt chém khiến dân tình quay xe. Với đây là hình ảnh make up của các thí sinh tại Miss Universe 2023 khiến dân tình đào niên. Cô thì môi trắng mạnh, màu môi màu da không khác gì nhau, cô thì tóc dựng đứng như hát bội còn cô thì trang điểm hệt như hóa trang Halloween. Đến đây nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu có hay không các cô hoa hậu này đã đánh lộn với đội ngũ nhân viên make up và làm tóc của Miss Universe nên mới có kết cục là những lay ao hù hồn hồ như vậy. Nhưng sự thật là không phải, chẳng có sự ẩu đả nào. Đó chỉ là một hoạt động với nhãn hàng Mu cũng là nhãn hàng đồng hành với Miss Universe trong suốt những năm gần đây. Tuy không chấm điểm nhưng những lây ao make up bộ nghĩnh trên cũng không khiến dân tình cảm thán. Không biết bằng cách nào mà những chuyên gia make up của nhãn hàng này lại làm các thí sinh trông vừa già vừa xấu, tóc tai bộ nghĩnh không khác gì hóa trang Halloween để dọn người. Chấn động nhất phải kể đến đại diện Thái Lan khi ba năm liên tục đều bị mu ba mất áp cho tàn đời, lớp nền trắng bạch, bờ môi trắng bạch như tụt huyết áp khiến người xem hú hồn. Như đại diện xinh đẹp tuyệt trần như Miss Universe Nga hay Cộng hòa Dominica cũng bị mất áp cho thành bà thím. Riêng đại diện Kamazun được làm cho một bộ tóc dựng cao như những quý cô ở thập niên 50-60. Việt Nam cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn khi Kim Duyên năm trước cũng bị make up cho cứng ngắt nhìn không khác gì tượng sáp, có lây áo tóc dựng đứng như trồng cây cao trên đầu. Tất cả mọi cớ sự này đều do Muba một thương hiệu mỹ phẩm mới đồng hành với Miss Universe dạo gần đây. Trước đó nhà tài trợ làm tóc và make up là Chi, còn nếu Hoàng Thùy từng là một trong số ít những thí sinh được chọn để Chi make up và làm tóc. Thành phẩm cho ra rất tuyệt vời và hợp với từng thí sinh chứ không phải xù khu như năm nay. Thế nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó, Bùi Quỳnh Hoa đã thoát khỏi kiếp nạn trên, được make up rất phù hợp và thậm chí là rất đẹp. Không chỉ lấy ao make up phù hợp mà những bộ đồ mà Bùi Quỳnh Hoa đem đến Miss Universe cũng rất dịu, tôn lên đường nét cơ thể và khiến cô nàng khá nổi bật. Cũng vì diện mạo xinh đẹp tại Miss Universe mà cô đã khiến nhiều khán giả quay xe, từ anti quay sang ủng hộ cô nàng. Bỏ qua các tranh cãi, hiện tại Bùi Quỳnh Hoa đang làm rất tốt ở phần quần áo chỉnh chu mỗi khi xuất hiện, điều đó cũng phần nào thể hiện được sự cố gắng của cô nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bùi Quỳnh Hoa có một ekip làm việc khá tốt. Từ khi cô ngồi ghế mentor Miss International Queen Việt Nam 2023 thì ekip đã chăm lo cho cô xuất hiện với diện mạo xinh đẹp nhất. Giờ đây đến với Miss Universe thì cứ từ đó mà phát huy. Nhưng không phải ăn mặc đẹp là in top. Miss Universe chưa bao giờ đơn giản như vậy, đặc biệt là trong năm nay khi có gần chục cô gái là họa á hậu các cuộc thi lớn trong Big 6. Còn Bùi Quỳnh Hoa còn quá nhiều yếu điểm, tiếng Anh yếu kém chính là điểm trừ lớn nhất. Miss Universe là sân khấu cho các cô gái có khả năng nói, phát ngôn tốt, năm nay còn có hẳn phần thi voice for trên đã đủ thấy cuộc thi đề cao khả năng nói của các cô gái đến như thế nào. Điểm cuộc thi chú trọng nhất cũng chính là điểm Bùi Quỳnh Hoa yếu nhất nên cơ hội in top gần như không có. Chưa kể loạt drama dùng beng của cô trước khi lên đường dự thi, nào là mua giải, nào là hút bóng cười nào là bạo lực học đường cũng khiến dân tình ngán ngẩm. Một trang chuyên xem bói đã xem một quẻ cho Bùi Quỳnh Hoa và nói rằng cô sẽ thay đổi cái nhìn của khán giả về mình bằng cách cô xuất hiện rất chỉnh chu tại cuộc thi. Điều này đang rất đúng vì những outfit mà Bùi Quỳnh Hoa đem đến Miss Universe rất đặc sắc khiến dân tình khen ngợi. Chưa hết bài viết còn dự đoán cô sẽ đem về thành tích nhưng không phải chính thống mà là vốt. Điều này cũng hoàn toàn có thể vì format Miss Universe năm nay được đồn đoán có phần vốt thẳng vào top 11. Nhưng 30 chưa phải là Tết phim hay chờ đến hồi kết. Hãy đoán xem Bùi Quỳnh Hoa sẽ đạt được top mấy tại Miss Universe năm nay.